30 ngày để có làn da trắng đẹp, mịn màng như trứng gà bóc với quả dưa chuột. Hãy lặp đi lặp lại thực đơn ăn uống làm đẹp da 5 ngày trong vòng 1 tháng để có được làn da mịn màng, sáng hồng, giảm thâm, mở vết nhăn một cách rõ rệt. Ngày 1. Ăn salad dưa chuột. Trong ngày đầu tiên, bạn hãy làm món salad với dưa chuột, cà chua, dâu giấm, thịt gà và thưởng thức. Ngày 2. Uống nước ép dưa chuột, giúp làm sáng da và loại bỏ nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể dùng bông chấm nước ép dưa chuột và lau lên da mặt để dưỡng da đẹp mịn màng, sáng hồng rạng rỡ. Ngày 3. Đắp mặt nạ dưa chuột. Thái dưa chuột thành những lát mỏng dính và đắp lên mặt trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy da sáng mịn và tràn đầy sức sống khi thức dậy. Ngày 4. Đắp mặt nạ dưa chuột và trứng. Đầu tiên, bạn ép quả dưa chuột lấy nước ép, sau đó bạn dùng nước ép dưa chuột đó trộn đều với lòng trắng trứng gà. Tiếp theo, bạn rửa mặt và thoa đều hỗn hợp mặt nạ trong vòng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Ngày 5. Đắp mặt nạ dưa chuột và bột yến mạch. Bạn ép quả dưa chuột lấy nước ép, sau đó trộn nước ép dưa chuột với bột yến mạch và thoa hỗn hợp lên mặt. Tiếp đó, bạn thái quả dưa chuột thành từng lát nhỏ và đắp lên cổ để làm đẹp, trẻ hóa cho vùng da cổ. Bạn chú ý không đắp mặt nạ dưa chuột vào vùng da mí mắt vì đây là vùng da mỏng manh, nhạy cảm. Mặt nạ dưa chuột có thể gây dị ứng. Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh YouTube Em Đẹp TV